Quý vị ơi, hôm nay là tới công chuyện với con mơ luôn nha. Hôm nay dẫn những tướng lạ nè, rồi Diệu Hiền Tiểu Hồ Ly luôn. Đó, bây giờ để đi vô nè. Quý vị ơi, hãy theo dõi nha. Tới công chuyện rồi mơ ơi, là mơ tới công chuyện rồi nha mơ. Đó, đang đi vô mơ luôn nè quý vị ơi. Nè quý vị ơi, thì người nào cũng có những cái độc lạ của họ hết trơn á. Thì mới mơ cũng cũng có tầng ở trên nè. Rồi nhân tướng lạ cũng tầng trên nè. Rồi Diệu Hiền á, Tiểu Hồ Ly á cũng vậy luôn. Đó, nên ba người này sẽ có những cái gì thú vị. Đó, có những cái phần âm phần gì ở giữa nữa quý vị ơi. Thì giờ á có những cái bất ngờ khi mà ba người gặp nhau. Ôi cái này hả, phải nói chứ không biết chuyện gì xảy ra luôn. Mong rằng sẽ có những cái thước phim hay gửi đến tất cả quý cô chú anh chị. Hãy like, share và đăng ký kênh nhé. Đó, đã tới được nhà mơ rồi đó quý vị ơi. Đó, mơ ơi mơ, mơ biết không mơ? Quỷ sứ hà. Được. Quay ha. Sao vậy? Con Kiểm ơi vô trỏng nè, rồi quýnh lộn rồi bà nội nè, bà chửi nó lộn túi lần hơi. Ai? Sao? Bên Hoàng Hùng quýnh nó là 200 ngàn lấy tiền nó luôn, lấy chiếc cà gáp luôn nè. Đó, bữa nay. Đừng nóng, đừng nóng, từ từ đi vô nhà. Bữa nay. Đằng này chắc thương nó đó. Bữa nay là có bạn tới nè. Giúp cho mơ đó. Ông nó là bậy đuổi ông ra luôn. Bây giờ ông bên bà mơ chơi bà. Nè, mà anh Phong sao nè? Nói nghe coi. Bên bà mơ Kiểm. Mà giờ nè anh Phong có gì không nè? Không, giờ tôi hỏi ông một tiếng dạng bên bà mơ không Kiểm? Mơ chứ. Mơ rồi chứ, giờ ông Kiểm đủ luôn. Giờ quýnh tôi. Ôi ông Kiểm. 200 ngàn tôi thưa bạn, giờ nó lấy cà gá tôi quýnh tôi luôn. Rồi bên Hoàng Hôn đủ tôi, nắm đầu tôi luôn. Ủa thương mà không hết nữa tôi sao? Tôi nói cái thằng riếp, riếp nó tôi đụng ông Kiểm hoài. Thôi thôi đừng có bỏ. Ông Kiểm á. Rồi bắt tay đi coi. Bắt tay em quay. Bắt tay em quay. Mà thương tao nha. Thương. Có bao lì xì nè, tao chán rồi. Rồi ok, giờ cho mượn cái võng làm được không? Gì? Giọng đâu? Có, cái giọng màu vàng đẹp lắm mà. Ừ, vậy lấy ra. Rồi rồi, hú hồn hú vía hà. Mới vô mà giận hờn. Ê, dẫu xe đàng hoàng đó, Lâm ơi. Tính quýnh đám bà hồng nữa. Thôi thôi thôi, đừng nóng. Lại cân cái giọng nữa cân. Ừ, vô luôn đi. Đó, vô luôn. Nè cân, cầm giùm anh đâu. Mày kêu Lâm vô đánh hoàng hôn luôn. Ừ. Vô vô chơi mấy chú, tôi đang là đứng ở nhà tới đây. Thôi thôi, bữa nay chị Mơ đem vàng quá trời luôn. Mơ là vậy mà. Vậy là ngày hôm qua ngày thần tài là chị Mơ đi chấm vàng á. Cái giọng hả? Cái giọng người ta còn vàng đây nè. Thôi con ngồi chơi đi. Ừ, vô đây ngồi chơi. Ok, vô thay đồ các bạn. Đó. Thay đồ đi. Thấy đủ đẳng chưa Quyền? Thấy được rồi, giúp tóc rồi lên. Đủ đẳng chưa? Vô luôn, vô luôn. Chào chủ nha. Chào Quan Âm. Chào Tây Phương Tam Thánh. Rồi, lại lại đi rồi, xin cho vô ống anh. Ừ, lên. Ừ. Vô đâu? Mới rửa nhà hả? Mới rửa nhà hả? Dẹp dẹp vậy? Tại vì không có làm nhà chị Tâm đúng rồi. Rồi từ mẹ nói từ từ. Từ từ mẹ. Lấy giùm cái dép lào vô bắt thôi. Bắt gái thôi. Ừ. Đó buồn cho bà mẹ đánh chiếc xét đó. Ê sao ướt vậy mà? Mới rửa hả? Em cho em chối rửa. Ồ. Ông có biết gì đâu. Thấy sao Diệu Hiệp? Nó liệu. Lao em không chịu lao. Dạ hả? Nước em tạt. À tạt nhưng mới sạch ha. Ừ, thằng Kiểm giết người đó ông phòng là nó khùng. Ủa vậy. Ừ. Đẹp quá. Đẹp không? Đẹp dễ thương cho nói chuyện đó. Ừ, thấy không? Dịu dàng luôn. Nó khùng rồi đó. Ừ. Nghe đẹp giống cô Tiên không chị Mơ? Đẹp hơn cô Tiên. Đẹp hơn cô Tiên luôn ha. Rồi, chị Mơ cũng đẹp quá trời luôn nè. Cô Mơ cũng đẹp chứ. Ờ cô Mơ cũng đẹp. Cô Mơ có chồng Hàn Quốc mà đâu mà không được. Trời ơi Mơ. Quốc sông dâm phải không? Ừ. Sông dâm. Ê, thấy thấy cô bộ được ha. Ơ mẹ ông luôn đi. Trời ơi. Về gái ông bên phòng nè, đi chơi ngồi chơi. Những gì vậy? Gặp gái. Hút nước ở tạt á anh em không chịu lao kiểm thức. Bây giờ ngồi đâu nè? Thấy là chị Mơ của nhà. Ừ. Trời ơi. Đúng rồi đó. Ở đây ngồi. Em ngồi bên bển đi em ơi. Ừ. Ngồi bên bển đi. Quay hay gì ha. Ừ. Quấn là tối gần chết nó cả cũng để cho. Rồi nó kêu ông vô trọng tập trung vào hôn vậy. Trời. Hai má dữ vậy. Thôi giờ nè, bạn kìa, bạn tới kìa. Thôi giờ nay bạn ở đây có
thanh nhân đứng lạ với lại chị Mơ. Gái không còn cái chỗ nào mà Mơ là Mơ tạc không à, chứ Mơ không có lao. Kìa mời bạn trước đi Mơ, bạn kìa Diệu Hiền luôn đó. Ai em á? Ủa không, bữa nay có bạn tối nữa nè giúp Mơ đó. Lau ghế hay vậy? Qua đây nè Hiền ơi. Sao tạc ướt nhẹ hết trơn vậy bạn? Để đi cho mau. Trời ơi, cái lau kiểm soát đâu có chịu lau. Lấy nước cho tạc. Tạc chuyện mau á. Trời ơi, mấy ông mà dân kiểm soát. Để xuống đi cầm nhẹ nha. Anh lấy rồi, anh lấy cái chuyện này. Không đàn nào. Bữa nay tự lỏng mà đã bỏ nó. Tự lau, tự ngồi đi. Ngồi đi. Đừng nói là chị hết bệnh á. Ờ chơi. Vô. Đẹp quá. Thấy ông nước ta đẹp không? Đẹp à. Ừ. Trời xuống đẹp. Thầy đó. Trời ơi. Tôi coi khỏe cho chị hết bệnh coi, 40 tuổi nè. 40 tuổi là 40 không? Để bữa nay tao giết thằng kém tao vô tù. Tao vừa ướt nè, ướt nè. Cái gì mà lắc, đưa cho bà đi. Đưa cho bà đi, đưa cho bà đi, ông kêu đưa cho bà. Em có rồi. Thôi để giữa đi, để. Thôi để ướt ướt ướt. Lấy cái khăn lau ra. Có mát thì giật giúp bà nấu. Kéo cái khăn qua. Ừ. Lau cái coi mau. Ông này có biết đâu. Nãy tôi tới tôi có thấy ông sầm tưởng chửi tôi chứ. Chữ bà táo luôn, mới kêu bà má chữ bà chồng, chữ đồng túi, đồng hôi, tự lắm. Chào mừng chú anh chị nha. Trời, bữa nay vòng vòng đeo quá trời luôn ta. Ủa nước nào đâu, bữa nay vô gần gần tôi không ngờ. Ấn Độ. Ấn Độ hả? Lào la. Nó mua anh Phật, nó bậy Phật tiền á. Ừ, chữ nghe nói mà có ba cái vụ đó vô. Cứ cứ thả mà một lần nó bậy được hàng 50 ngàn. Dạ. Rồi giờ cũng mang tay ra lập chọn chưa? Nhà nó bắt tay cái, bị Phật đấy, chịu nha, nói chuyện bậy cái. Tôi đâu có nói bậy đâu mà. Mấy thằng kia nó bậy cái đó tao kêu phụ khoa. Qua quay cho tôi nít á. À, mình nói chuyện nhau quá là kêu bà phụ khoa. Tôi đang nhậu rồi nhậu xô nó quýnh tuổi ra cái tao kêu ông kiểm lại coi. Đang đó. Ông kiểm tuổi ra đó, ông chơi vô. Đang nhậu một bàn quýnh cho luôn. Trời ơi. Để mời bây giờ. Đó, lắc rồi. Ừ. Lắc. Không. Lắc dây chuyền nhẫn 80 cây á. Nè chị Hiền chí lì xì cho bé Mơ nè nha. 200 ngàn Tết nghe quý quỷ. Quý quỷ. Cảm ơn. Cảm ơn ha. Cảm ơn quý quỷ. Biết như Diệu Hiền không? Không, tại vì mới gặp cũng thương em được à. Ừ. Đây, đây mình cũng lì xì cho bé Mơ. Trời ơi. Cái 5 chỉ vàng. Đó. Quất luôn. Nhận luôn, nhận luôn, nhận luôn. Nhận luôn. Rồi. Cô bạn cho đàng hoàng. Ôi, tội chết à. Buồn ngãi yếm mà bà nội. Trời ơi, yếm buồn mà phải không? Chờ đủ đẳng chưa? Ở đây ngồi nè chị. Chị ơi, chị chơi. Trời ơi. Mau ngồi chơi. Rồi bắt đầu lấy ghế thôi. Ngồi chơi. Ăn chuối không? Em ăn chuối không? Thôi chú này để chân đẹp mình cái ghế ăn. Phải không? Liếm liếm ở ngoài được phải không? Để đẹp. Mình cứ ghế tao bày bà tổng chết. Ừ. Nè đồ ấy bao chân. Sao không đem lên ông đĩa chân mình chứ đi thấy. Không. Để đi. Chân ông trời mới ngon. À trời ngon hơn. Ừ. Cúng ông trời ngon hơn, cúng ông Phật. Bữa nay ông Liêm thấy cái gì mà lô bu chú quay ra hả? Ừ. Ừ. Nó mua cà gá vàng nó làm. Kiểm làm gì em phải không? Quýnh như vậy. À, kiếm làm nào nữa. Họ đừng kích động nữa, từ từ đừng kích động. Nói đi, để nói cái ba cái vụ kia nữa. Nói đi, nói trước đi. Rồi vô đây nay là ông bên ông kiểm mà ông bỏ tôi hay vậy? Ừ. Em kêu ổng bữa nay chở đập kiếm hoàng không không? Bạn nghe tôi không? Nghe. Thôi, bỏ đi. Bữa nay mình ở đây mình ở đây đi. Bây giờ để cho tao muốn ha, nó show tôi ra cửa ông. Ừ. Mua bia. Thôi để đi mua bia đi, tôi mua đùi gà rồi mình nhậu bữa. Được không? Hả? Có thua gà. Thôi quay tôi đừng nhậu. Cưng. Cưng cưng cưng. Người thương, người thương anh. Này bên bà qua đó không biết ai bên tôi đó, chắc nhỏ này bên mày ha. Nhỏ này bên, nhỏ này bên. Đẹp ha. Đẹp không? Đẹp, dễ thương chứ. Thầy ba em. Biết luôn rồi, biết cái. Từ từ đây. Dễ thương rồi đó thầy mà. Tập trưởng đỡ bù hết bệnh ha, để cùng cùng buổi chiều nay đâm một chân. Muốn gỡ không? Muốn. Ừ, đó. Gỡ bớt hung dữ nè. Ừ. Chị gỡ chơi bạn đồng nghiệp nè. Chị Mơ ơi, chị Mơ ơi. Hiểu hết trơn. Gỡ đừng có giết người, giết bà bầu, chữ bớt nói em ghét em. Chị, dạ thưa chị Mơ á, chị Mơ làm sao biết là cái người mặc áo vàng này là thầy bà? Người này không phải nói nha, người có trên đó. Chị hả? Nói cưng gọi bồ cho chị hết bệnh nha cưng. Trời ơi, chị Mơ biết là cái người này có thể giúp chị luôn hả? Của anh Liêm á anh em. Hả? Bảy núi bảy năm á. Ồ, chúng cho Mơ chơi bớt cơ bồ nghe để nó cùng nhìn. Ủa đại tử theo nè hả? Hả? Đại tử của anh hả? Siêu phụ hả? Siêu phụ của anh luôn hả? Hay siêu phụ luôn đó. Ừ. Đó, còn anh bên đây. Chị dám chừng ông này bỏ nó mà luôn ha. Chị Mơ, còn anh bên đây sao chị Mơ? Còn anh bên đây ngồi đây nè. Ông này ông Tây Pháp Mỹ ngoài đường buồn ngãi. Để không coi con vụ bà hai, coi đưa coi có ai ám hại tôi không? Có. Thấy không? Bị tao quýnh đó. Quýnh tổ luôn không? Ừ. Đúng chết rồi đó. Quýnh tột quần luôn. Tột luôn.
đang nhậu mà tao bản định mới vượt vô mở cửa sổ nó đuổi tao ra. Cái tao bản lĩnh mà lấy chai bia đập tao luôn. Trời ơi, kéo tao chiếc tờ gá luôn, hai sĩ 200.000 quốc luôn. Trời ơi, tờ gá tiền dân hết trơn. Chỉ vàng mà có hai sĩ vậy? Ừ. Nó quýnh mà tao mới chửi. Trời ơi, mua mắt rồi má ơi, tao mua con sĩ nữa. Mấy áo trắng tao bạn một mắt một còn không? À, chị Mơ bây giờ lấy ghế ngồi chơi. Dạ, yên tâm đi. Chị Mơ giờ trong hai cái vị này, trong hai vị này chị Mơ nhắm ai có thể giúp chị Mơ được nè. Trong hai vị này ai giúp chị Mơ được nè. Giúp là giúp gì giúp sao? Là giúp bệnh chị, giúp bùa đó. Bệnh đỡ bùa. Ờ, ok. Để ở tù đó, nó giết là đó. Ít nói chuyện không? Bây giờ bây giờ người gỡ người dán. Hả? Bây giờ ai gỡ bùa? Nói đi. Cô này gỡ bùa. Rồi, còn anh kia là sao? Ông này ít mong chết rồi. Anh kia sao? Anh kia cũng thầy hết đó. Là huynh đệ phải không? Đi theo đó, ông tính nó đó. Thầy ta. Thầy, biết thầy. Con gái rồi đó. Này, phải nhìn nhìn được nữa. Gái tôi đó. Gái mà đẹp đấy hả? Ừ, gái tôi mà thấy theo, đẹp không? Theo ông mới. Ừ, gái tôi. Ông vừa chạy chiếc bò đó ha. Ừ, chiếc bò bò đó. Ông coi tôi năm nay con sống con chết đúng rồi nè. Sao không? Bên tính hại phải không? Bên hòa hôn ha. Ông này có biết đâu. Ok, ông này bây giờ bên bên Ánh Hồng rồi đó, làm bùa. Bị bùa, bị méo bùa đó, bà hai ông nó bẩm yếm ông xưng cái đầu luôn mấy ngày luôn. Bây giờ quá bà rồi đó. Hai cái này mập bén lắm nè, bữa nào vô chồng với bà. Bạn mày đó. Rồi tập trung chuyên môn đi bạn ơi. Còn cái áo ngực nào không cho ông cái này chứ ông đó. Đâu có nhà đâu có áo ngực đâu. Nói có con người chồng. Cưng như tuổi rồi. Tao nào tao chưa biết đâu mơ thằng bà này tao thương nữa. Dân tao cạo đầu mà đâu có hiền mày. Dân tao thắng à. Không biết ai cao hơn ai nha ha. Cái một mà chạy chứ. Mà không được giỡn mặt tôi tối đó. Bia bọng kêu kiếm, kiếm đóng cửa bả vô kìa. Ông kiếm lấy xe hiện hiện này cán tôi. Cái tôi kêu vô đặng can ai quýnh. Mấy kia sợ đóng lại ông Kiểm ơi để chết ông Kiểm ơi. Tới rồi quỷ tê rồi. Tặng nguyên cái đầm đỏ vô rồi. Giặt đầm tôi đẹp lắm giờ giấu rồi đó. Tặng già tới đây nè. Cưng coi chị khỏe coi năm nay sao cưng. À, tao giờ muốn chồng mới nè. Muốn chồng có chồng. 34 con này chịu không nào? Cái gì? Này được không? Con này được nè. Thôi, chịu đâu. Này chịu con này. Chơi rồi, chơi rồi. Chơi rồi, tao chịu bên Mỹ bên Tây à. Mỹ phòng bên Mỹ nè. Không. Chịu rồi, chơi rồi. Con này bên Tây. Cứ nó ngủ bên lên mà. Ngủ vậy. Con này bên Pháp. Ngủ bên lên. Được không? Gì? Được không? Con okay. Này bên Nhật. Kìa vậy. Ông này hiền quá nè. Con này bên chào Nhật. Nhà bà. Nhật. Ngồi coi coi. Mơ sáng quậy quá mấy bà ơi. Sáng giờ. Ừ. Bình tĩnh đi. Nghe tôi, nghe tôi. Tới ông quậy ông nữa đó. Nó. Quậy ông. Ừ. Quậy tôi không? Trên là trời dưới là đất đó. Dạ, dám quậy tôi không? Quậy luôn. Quậy luôn không? Ừ. Tôi về á. Quậy tôi về. Quậy không? Quậy đi mua cà phê cho quậy. Quậy á, ông chưa cho mấy người tôi đó. Quậy hết đường luôn. Về không ha? Quậy, nay quậy tôi luôn, tôi về á nghe. Ừ. Bữa nay sao có lúc hiền lúc dữ ta. Hả? Bữa nay sao có lúc hiền lúc dữ. Trời có lúc nắng lúc mưa mà. Người giờ chỗ đó. Chạy luôn hết chưa. Anh Liêm, anh Liêm là chị mày ha. Gì? Ông chị tôi ha. Chị em không nổi. Vậy hả? Ừ. Đó. Kiểm vô đây bú anh đập đầu luôn đó. Nó dụ dỗ em mà giờ 500 ngàn rồi đó. Đi nè, đi nè. Này ngồi kế tao không có gì đâu. Mày không cần đẹp đâu. Tớ chị. Bà đó cút đi. Cút. Chỗ tôi làm việc phạt pháp. Đó tôi nói chuyện chị hết bệnh nó giết không còn mạng đó. Rồi. Ờ, thấy chưa? Nghe tôi nè. Hiểu rồi đó. Bớt kích động lại. Sao ông Trúc? Tao quýnh nước mình mà ông Trúc anh Bông. Từ từ, từ từ. Cùng bữa nay này không cần anh Bông mà hổ mà cử anh Bông hả mày? Ừ. Anh Bông giúp cho mày có cơm có gạo. Ê, có xin lỗi chưa? Nắm tay bớt giận rồi vậy. Từ gỡ bùa cho nè. Nắm tay bớt giận, nắm đầu lên rồi. Bây giờ nó không nghe tôi ém bùa nha. Ém bùa hả? À, tôi sợ không? Không. Có bùa đâu vậy? Không, hôm nay có bùa nó vậy. Có à. Ê em ơi, bây giờ á, đốt nhang xin chủ quyền này nọ đi, rồi mình hãy nói chuyện tiếp hay sao? Vậy hả? Ừ, đi, đi ra ngoài. Hai đứa mình lại ha. Ừ, đó, đi, đi. Ừ, chơi với Bông, Bông nó khùng đó. Bông nó giúp mẹ cái này, giúp mơ mà. Đi. Dẫn. Hay, bỏ liền đi. Rồi. Ra ngoài xin chủ quyền đi, 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 đi. Cũng biết sợ mất tiền đó. Giang hồ bây giờ hiếm mắt nha. Ừ. Rồi ra ngoài luôn đi. Đi ra. Đúng rồi. Đóng quẹt đâu cho không chà, ngồi đây giống hoàng thượng coi phi tiên. Giống hả? Đi ra ngoài đi bạn. Đây ngồi đây giống hoàng thượng. Đó là tổ cô, đây đỉnh phạt quân ăn. Đó là nó cũng là. Rồi mơ, mơ cũng ở đây luôn đi mơ. Qua đây nào quân. Ông kiểm trợ tôi giết ha. Quân. Đây phải mơ, nhà này ngộ ha. Mày có nói tao bậy nữ em làm đúng rồi, để cho bé mơ làm cho nhà của tao. Nhan tôi bỏ cái nhà ra đâu. Nhan tôi bỏ đâu quý vị. Nhan á. Tôi mua bó nhan mà tôi bỏ tao biết nhớ. Trời ơi. Ừ, tôi quên chú nhớ đó. Có nhà lấy thuốc đốt.
Dạ. Ừ. Ở nhà hả? Ở nhà. Ồ, đi kiếm nhang đi Quy. Ừ, đi kiếm nhang đi, xin ta đi. Mới mua có nhang 5 ngàn.